Rồi. Thôn nữ chào cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ mạnh khỏe gia đình ạ. Cảm ơn cả nhà vừa qua đã xem kênh thôn nữ chợ mới, ủng hộ kênh thôn nữ nhiều lắm nha. Chiều nay mình đặt bắp quái nè cả nhà, mình mới mua hai cây bắp quái nè cả nhà, hai cái bắp quái nè cả nhà. Chiều nay mình đi đặt bắp quái nè cả nhà ơi, mình vỏ mình bỏ màu vô, mình bỏ chai rồi vô nha cả nhà. Đây nè cả nhà, bắp quái mình mới mua nha cả nhà. Bỏ túi mồi đây nè cả nhà, bán nha cả nhà. Vậy nè cả nhà, mình bỏ thêm cái chai vô cho nó nổi nha cả nhà. Với mấy cục đá nữa cả nhà ơi, bỏ đá dần dần cho cả nhà cho nó chìm xuống, nó đừng có. Rồi mời cả nhà theo mình đặt bắt quái nha cả nhà, đặt hầm bông súng nè cả nhà. Chiều rồi cả nhà ơi, coi có dính cá không nha cả nhà. Mời cả nhà theo mình hơi nhiều hơn cả nhà. Nồi này mình thích ăn mà cả nhà, mình mua thức ăn mình giữ cá cho nó vô nha cả nhà. Trễ quá mà nói thức ăn mình giữ cá cho nó vô cả nhà ơi. Bữa nào mình đi bắt ốc bu mình bỏ vô mà đặt bỏ vô cho nó thúi vô nha cả nhà. Trễ quá cả nhà, cho chiều cả nhà ơi. Mời cả nhà theo mình đi đặt thêm cái thứ hai cả nhà. Cả nhà xem cả nhà, mình đi dở dớn cả nhà ơi, nữa mình đi cả nhà, mà cả nhà thêm mình đi dở dớn cả nhà. Con có cá sẵn mình vô mình nấu cơm ăn luôn cả nhà ơi, có hai cái à, mai mốt mình mua thêm nữa nghe cả nhà. Cả nhà theo mình dở dớn nha cả nhà, dớn mình đặt ở đây mấy em gài này cả nhà ơi, mình chưa có không mà cả nhà ơi. Cái này mình thấy nước đỏ chút xíu nè cả nhà, rồi mình đi dở có cá cái gì không, có nguồn nghe cả nhà. Mà cả nhà theo mình đi dở dớn nha cả nhà, cái gài nước quá nước rồi cả nhà ơi. Thank you.
quá ngập nó mới vô. Mình đặt lại luôn cả nhà ơi, coi mới có không nha cả nhà. Giỡ sao mình đặt lại cả nhà ơi, nước sâu quá sâu rồi. Có một con cá chơi rồi cả nhà ơi. Con một cả nhà ơi. Cá chơi nhỏ. Cá này ốm cả nhà ơi, không ăn gì trơn sao nó ốm nhơ mà cả nhà ơi. Cá chơi nè cả nhà, có một con cá chơi cả nhà ơi. Cá chơi nè cả nhà. Nước này nó dơ, nó đen rồi cả nhà, quá nó đen nè. Rồi mời cả nhà theo mình đi dở bắt quái nha cả nhà. Mình bằng cá ăn luôn cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà theo mình dở bắt quái nha. Đầu trơn quá à, gâm không. Mình vô mình nấu cơm luôn cả nhà, với trời cả nhà ơi, 4 giờ rồi. Cái nhà bắt quái mình đặt hay là cả nhà? Đặt hôm qua cả nhà, cái này mình đi dở cả nhà. Mời cả nhà xem mình dở bắt quái nha cả nhà. Con súng cả nhà, lắp trơn cả nhà, súng không à. Súng cái này nó chưa có nở cả nhà, chiều rồi nó mới nở cả nhà. Sáng nó mới nở cả nhà ơi. Ông súc trong hầm mà cả nhà, nó nhổ người ta bán đó cả nhà, ta chồng ta nhổ người ta bán đó, 1 ký 5-6 ngàn cả nhà. Một hầm ông súc cả nhà, từ đây tới chút trước rồi cả nhà. Sáng bắp ở trơn rồi, mời cả nhà theo mình dở bắt quái nha. Ủa cá không cả nhà, được mấy cá gô rồi cả nhà ơi, cả nhà có cá gô cả nhà ơi, 3 cá gô. 3 cái gô nè cả nhà. Mình kéo cộng thi ra mình bắt cá nha cả nhà. Cái gô đồng bự lắm cả nhà ơi. Túi mình mới mua cho người ta chưa gặp cả nhà ơi. Mình quên gặp rồi. Ồ cái gô đồng nó bự nè cả nhà ơi cả nhà. Ui da. Cái gô đồng nè cả nhà, bự sắp bự luôn á. 3 con cả nhà ơi. 4 con luôn cả nhà ơi, 4 con luôn. Hên quá rồi, 4 con. Đây con ở nhà mình không thấy cả nhà ơi. Một cái mà được 4 con nha cả nhà. Bằng ăn cũng được nha cả nhà. Cái bự hết sức rồi cả nhà ơi. Bự đồng rồi cả nhà, bự hết sức bự luôn. Cái cô đồng mà nó còn sống á cả nhà, mạnh sụi rụi rụi nè. Nó xích cái cô đồng bự này cả nhà. Bự quá cả nhà ơi, cô đồng. Bằng 3 4 ngón tay mình luôn á cả nhà ơi. Theo mình lại đẳng dở cái thứ hai nha cả nhà. Mình dở cái bắt quái thứ hai cả nhà. Ủa cá không cả nhà ơi. Cá gô cả nhà ơi, cá gô. Hai ba con cá gô với con ốc nè cả nhà ơi. Hai ba con cá gô nè cả nhà. Với ốc nè cả nhà ơi. 4 con luôn cả nhà ơi. Cái gô bự nữa nè cả nhà, gô đồng. Quá đã rồi cả nhà ơi, cái gô đồng bự chà má luôn. Nên chúng ổn cái gô cả nhà ơi. Cái gô. Đủ bữa cơm chiều rồi cả nhà ơi. Ốc bu nè cả nhà, ốc bu vàng mà bự chà má nè cả nhà. Ốc bu rồi tôi cũng ăn đó nha cả nhà.
Đây con đó nè, sót con đó nè. Thành quả của mình đặt hai trái bắp khoái bao lớn bao nhiêu là cả nhà ơi. Hai cái gô bự chà bá nè cả nhà. Gô bự nghe cả nhà. Hai cái gô bự này cả nhà. Hết sức bự luôn. Gô đồng này cả nhà bự quá bự cả nhà ơi. Với con cá chê đen cả nhà ơi. Chiều giờ mình được vô đây cũng đập. Mình bằng cá nấu cơm luôn cả nhà ơi. Cái gu đồng mà kho tiêu ngon lắm nha cả nhà. Ăn hết cơm luôn đó. Chiên xù là ngon lắm nha cả nhà. Nãy giờ mà hai cái bắp khoái mình được vô đây nè cả nhà. Thành quả đây nè cả nhà. 8 con cá gô nè cả nhà. Với một con cá chê, con ốc. Bu vàng bự chà bá luôn nè cả nhà. Đến nay mình cũng xin kết thúc video cả nhà. Cả nhà thấy mình làm hay và thú vị cho mình một like và một đăng ký kênh. Ghé thăm kênh mình, lướt xem, gặp kênh mình Thôn Nữ Chợ Mới. Cả nhà nhớ xem đăng ký kênh cho mình, ủng hộ cho mình, like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mình ra nhiều video hay hơn nữa cho cả nhà xem cả nhà. Bye bye, chào cả nhà.